Các thưa quý vị, bản tin đầu tiên đến từ Sài Gòn cho hay không đầu tư chỉ việc thu tiền phí lòng đường, vỉa hè nhưng nhà cầm quyền vẫn báo lỗ. Thưa quý vị, báo lao động vào ngày 9 tháng 9 loan tin mặc dù không phải đầu tư bất kỳ một mét đường vỉa hè nào và mức phí đậu xe hơi trên lòng đường, vỉa hè ở Sài Gòn đã được tăng từ 4 cho đến 8 lần nhưng nhà cầm quyền vẫn báo thu lỗ sau khi đè các chủ xe hơi ra để mà thu tiền. Trước đó bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2018, nhà cầm quyền Cộng sản tại Sài Gòn đã tăng thu phí đậu xe hơi lũy tiến theo giờ tại 23 tuyến đường với mức thu từ 20.000 đồng cho đến 30.000 đồng trên một xe đối với giờ đầu tiên đậu xe. Mức thu được tăng theo thời gian đậu của xe cho nên với những xe đậu trên đến 5 tiếng thì mức phí là 170.000 đồng cho một xe. Mục đích của việc tận thu này đã được nhà cầm quyền giải thích là để bảo vệ lòng đường, vì Hà. lúc này thì nhà cầm quyền ước tính mỗi ngày sẽ thu được 400 triệu đồng từ các chủ xe hơi đơn vị được giao cho thực hiện thu phí trước đây là trật tự đô thị, nhưng sau đó là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích thanh niên sung phong. Và với sự lãnh đạo của đỉnh cao trí tuệ của nhà cầm quyền thành phố, dù lòng đường vỉa hè là nơi đã có sẵn, không cần đầu tư bất kỳ một cái gì, chỉ việc đưa người ra để thu tiền các chủ xe hơi nhưng vẫn được báo lỗ, thu không có đủ bù chi. Theo lực lượng thanh niên xung phong thì trong hơn một tháng từ ngày 1 tháng 5 cho đến ngày 11 tháng 6 năm 2019 thì đơn vị này chỉ thu được 184,1 triệu đồng từ các chủ xe hơi nhưng họ đã chi ra 840,5 triệu đồng tiền chi cho nhân viên đi thu phí. Sự việc này khiến cho dư luận đặt nghi vấn lực lượng thanh niên xung phong lấy tiền ở đâu để chi quá tay cho người của mình thực hiện thu phí này và tiền báo lỗ này ai sẽ là người gánh chịu hay nhà cầm quyền lại nghĩ ra cách khác để thu tiền của người dân bù vào cái lỗ của hoạt động thu tiền này